Hải Bình và Kiều Trâm xin phép được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, thêm 2 người bị kết án, 9 người bị bắt giam vì tham gia biểu tình. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 9 đưa ra xét xử 2 người tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng hôm 10 tháng 6 vừa qua tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hai người bị đưa ra tòa là Nguyễn Văn Ý, 32 tuổi và Tạ Thành Duy, 47 tuổi. Mỗi người bị tuyên phạt 15 tháng tù với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Cáo trạng nói rằng hai bị cáo đã biết đến cuộc biểu tình qua mạng xã hội và tham gia theo lời kêu gọi của một số người lạ. Tòa cho rằng các hành động của họ đã gây rối trật tự, kích động hoang mang trong quần chúng, vì vậy cần phải xử lý theo pháp luật. Theo tin liên quan, Công an tỉnh Bình Thuận ngày 19 tháng 9 đã khởi tố bị can, bắt giam thêm 9 người cũng với cáo buộc gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản xảy ra tại trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vào hôm 10 và 11 tháng 6 vừa qua. Ngoài ra, Bình Thuận còn cho truy nã ông Dương Văn Ngoan, 41 tuổi, cư trú tại huyện Tuy Phong cũng vì hành vi tương tự. Ông Ngoan hiện đã bỏ trốn. Như vậy, cho đến nay, Bình Thuận đã khởi tố và bắt giam 25 người tham gia cuộc biểu tình đó. Dân biểu của Úc đã bày tỏ sự quan tâm nhân quyền ở Việt Nam. Dân biểu Úc Chris Hayes vào ngày 19 tháng 9 đã có thư gửi Quốc hội của nước này nhằm cảm ơn Quốc hội Úc đã tổ chức một buổi thảo luận về nhân quyền dành cho cộng đồng người Việt tại đây cũng trong cùng ngày. Trong thư, ông Chris Hayes đặc biệt cảm ơn ông Paul Nguyễn, Chủ tịch của Hội Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu vì trách nhiệm của ông này đối với các cam kết lâu dài về sự tự do, dân chủ và tôn trọng nhân phẩm. Dân biểu Úc Chris Hayes nhấn mạnh rằng ông đặc biệt quan tâm về những khó khăn trong việc công nhận nhân quyền ở Việt Nam. Ông nói ở Việt Nam hiện nay, chính quyền đang duy trì quyền lực chính trị độc tôn, được hỗ trợ với một hệ thống pháp luật thất bại trong việc áp dụng các điều luật một cách nhất quán. Tuy nhiên, ông Chris bày tỏ sự hài lòng khi nhà cầm quyền Việt Nam đã thả luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà. Ông cũng nói là ông cảm thấy vui khi tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã ngưng tuyệt thực nhằm phản đối những đối xử trong trại giam đối với mình. Thưa quý vị, hàng nghìn tàu Trung Cộng vi phạm chủ quyền biển Việt Nam trong 10 năm vừa qua. Hơn 2.100 lượt tàu Trung Cộng xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam trong 10 năm vừa qua và bị lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng phát hiện và xua đuổi. Thông tin này được công bố tại hội nghị sơ kết 10 ngày của thành phố Đà Nẵng tổ chức vào ngày 19 tháng 9. Được biết, từ năm 2009 đến nay, ngư dân cung cấp hơn 11.500 tin nhắn cho lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng. Trong số này, có gần 9.200 tin nhắn được cho là có giá trị. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, phối hợp tiến hành xua đuổi hơn 2.100 tàu Trung Cộng xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Số tàu Trung Cộng được nói đánh bắt trộm hải sản, đe dọa uy hiếp, ngăn cản hoạt động đánh bắt của ngư dân Việt Nam ngay trên vùng biển được cho là ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam. Nhiều ngư dân Việt Nam trong những năm gần đây khi bị đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa đã bị phía Trung Cộng xua đuổi, đe dọa, thậm chí tấn công, bắn giết, tịch thu hải sản và ngư cụ. Đại hội thi ca quốc tế kỳ thứ 11 tại Garland. Thưa quý vị, bản tin cộng đồng cho biết Đại hội thi ca quốc tế kỳ thứ 11 cũng là dịp kỷ niệm 24 năm sinh hoạt của Hội thơ tài tử hải ngoại do Hội thơ tài tử Việt Nam hải ngoại thực hiện với sự tham dự của 100 thi hữu từ các tiểu bang Hoa Kỳ và các quốc gia khác như Âu Châu, Phi Châu và Á Châu. Hội trưởng Hội thơ tài tử Việt Nam hải ngoại đã tổ chức Đại hội thi ca quốc tế kỳ thứ 11 tại Nhà hàng Quốc Hương, thành phố Garland vào trưa thứ Bảy ngày 15 tháng 9. Theo lời ông Lê Quang Sinh, người đã gắn liền với chức vụ hội trưởng từ năm 1995, sau 3 năm định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO, chiều dài hoặc phục vụ và xây dựng đối với ông là trách nhiệm hơn là danh vị. Trong chương trình đại hội sắp tới sẽ có nhiều nhân vật và nhiều đề tài giá trị được trình bày như giáo sư Đàm Trung Pháp, người bạn thân thiết của cộng đồng Dallas, người đã sáng lập cơ cấu tổ chức cộng đồng Dallas đầu tiên từ California trở về thăm lại thành phố cũ và bạn bè xưa. Chương trình kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Và chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, băng tan tại Greenland cho thấy trái đất nóng lên. Trong tháng 6, một đoạn băng khổng lồ như kích thước của vùng hạ Manhattan, 5 dặm rộng và một nửa dặm sâu, đã tan vỡ trên sông băng Helheim, nứt thành từng mảng trong một quá trình gọi là băng đẻ, một hiện tượng có thể được gây ra bởi sự nóng lên ở các đại dương. Nhà hải dương học New York David Holland cho biết trong một hơn thập kỷ nghiên cứu, đó là sự kiện ấn tượng nhất mà ông đã chứng kiến. Ông tả lại, băng vỡ từng tảng lớn và rơi xuống đại dương. Holland cho biết, sự tích lũy của nhiều sự kiện như thế có thể dẫn đến một mực nước biển lớn đáng kể trên toàn cầu, có lẽ chỉ trong một thế kỷ tới.
Được biết, theo NASA, một số sông băng của Greenland đang biến mất nhanh hơn so với các sông băng khác. Và băng đá tan chảy ở Greenland hiện đang bổ sung thêm 0.8mm nước vào mực nước biển toàn cầu hàng năm, nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác. Đó là một lượng nước đủ để lấp đầy 115 triệu hồ bơi cỡ Olympic, thưa quý vị. Bản tin giải trí nối tiếp cho biết ca sĩ Bono đã gặp Đức Giáo Hoàng Francis để thảo luận về cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục Ireland. Ca sĩ Bono thuộc lên ban nhạc Rock Island U2 đã gặp Đức Giáo Hoàng Francis vào thứ Tư ngày 19 tháng 9. Và sau đó Bono đã chia sẻ Đức Giáo Hoàng là một người đàn ông phi thường, một người đang thật sự chịu đựng một nỗi đau trong một cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục ở Ireland. Bono và Giáo Hoàng đã nói chuyện trong hơn 30 phút tại một cuộc họp về tổ chức One của Bono, một chiến dịch toàn cầu vận động nhằm chấm dứt tình trạng đói nghèo với nhóm Scholars Occurrentes, giúp thúc đẩy hợp tác giữa các trường học trên toàn thế giới. Trong chuyến đi đến Ireland vào tháng trước thì Francis đã cầu xin sự tha thứ cho vô số những hành vi lạm dụng của các nạn nhân ở Ireland dưới bàn tay của giáo hội trong nhiều thập kỷ vừa qua. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tin tức News at Night.